Ngày hôm trước mình có lên một video trải nghiệm chiếc loa Fender New Fort 2. Thì có rất là nhiều anh em xem video ủng hộ mình, cũng như là do anh em biết mình cực kỳ thích cái chất âm sáng này, thanh thoát. Thế nên là cùng với tầm giá khoảng 3 triệu mấy thì anh em tư vấn cho mình nhiệt tình luôn. Mình cảm ơn anh em đã tư vấn nhiệt tình cũng như là đóng góp ý kiến thông qua cái video trải nghiệm cái chiếc loa Fender New Fort 2 này. Và ngay sau khi mình đọc được những bình luận đóng góp ý kiến của anh em, đây mình sẽ cho các bạn xem luôn này. Bình luận đầu tiên có nhắc đến chiếc loa B&O B6 cũ hoặc là A1Z1 cũ. Và còn một số bình luận ở bên dưới nữa cơ, có nhắc đến chiếc loa Bowflex. Đây là ngay sau khi đọc được những bình luận này, mình quá là máu các bạn ơi. Mình tiếp tục xuống Sài Gòn và nghe thử luôn chất âm của chiếc Bowflex. Tuy nhiên á, chất âm của chiếc Bowflex á, thì tuy là cái dãy bass của nó trầm và sâu thật, nhưng mà mình cảm giác á, cái âm thanh của nó vẫn hơi tối một tí nha các bạn. Thế nên là mình đã quyết định chuyển sang cái chiếc B&O A1Z1 đấy. Và ngay cái giây đầu tiên nhạc lên phát ấy, là mình đã kiểu chốt luôn các bạn ơi. Quả thật đấy, đúng như lời đồn mà rất nhiều người đã nói đến luôn. Quả thật đấy, chất âm của chiếc B&O thì nó rất là trong sáng và cái độ chi tiết của nó thể hiện cũng rất là tốt luôn. Đây, cái chiếc loa này nó là B&O A1 Gen 1. Lúc đầu là mình tính mua bản Gen 2, nhưng mà Gen 2 thì đắt quá nên là mình chỉ có thể mua được Gen 1 thôi. Còn Gen 2 thì chắc từ từ đi, mình sẽ nâng cấp lên. Các bạn thấy màu này như thế nào? Xấu hay là đẹp? Các bạn cứ bình luận thẳng xuống video này để mình cũng như là mọi người cùng tham khảo luôn. Cũng coi như là các bạn đóng góp thêm ý kiến cho mình. Mình cũng cảm ơn trước những ai mà đóng góp ý kiến cho mình cũng như là tư vấn thêm cho mình. Chiếc loa này thì đã có quá nhiều người biết cũng như là đã dùng nhiều rồi và đưa ra đánh giá tốt, nên là mình cũng không cần phải nói thêm nhiều về cái chiếc loa B&O A1Z1 này nữa. Ngày hôm nay mình sẽ quay sơ qua cũng như là thử nghiệm chiếc loa này cùng với chiếc Fender New Fort 2, xem là âm thanh của hai chiếc loa này nó sẽ như thế nào thôi. Cũng như là lát nữa mình sẽ tháo tung chiếc loa B&O A1Z1 này ra để khám phá cấu tạo bên trong. Xung quanh nó sẽ có một số cái cổng kết nối như là cổng sạc Type-C này, cổng AUX này và một số cái nút nhấn chức năng khác nữa. Đặc biệt đó là cái bản Gen 1 này á, khi mà mình nhấn mở nguồn á thì nó giống như cảm ứng vậy các bạn, mình nhấn nhẹ phát là nó lên chứ nó không có cái cảm giác khực khực như là mấy cái đây, như cái nút này này. Các bạn nhấn vào là nó sẽ khực khực này. Đó, nó có cảm giác khực khực cái. Nhưng mà với cái nút nhấn ở trên cái chiếc loa B&O A1Z1 này thì nhấn vào chẳng có cảm giác gì hết. Nhấn nó cứ như kiểu cảm ứng các bạn, nhấn nó rất là mềm luôn. Và nhấn đè phát nó lên các bạn. Nên là mình cũng kiểu không quen tay á. Ngay cái lúc đầu mà mình mở lên để thử nghiệm thì mình cực kỳ lạ tay luôn. Mình không nghĩ là cái nút nhấn của nó lại như thế. Thì mình có hỏi anh chủ shop á, thì anh nói là với bản Gen 2 á thì nhấn á, nó mới có cảm giác khực khực đấy, chứ còn với bản Gen 1 thì nó chỉ là kiểu mềm thôi. Thì anh nói rõ là do cái phần vỏ của cái dòng Gen 1 này thì nó hơi cứng, nên là nhấn vào sẽ không có cái cảm giác đấy. Còn lại là một số cái phụ kiện trong hộp này thì mình cũng sẽ sơ lược qua cho những ai chưa từng biết đến cái chiếc loa B&O A1Z1 này. Đây là một số thông tin cũng như là hướng dẫn dùng này và một cái sợi cáp sạc Type-C thôi. Để mình sơ lược qua cho những ai chưa biết đến cái thương hiệu B&O này, thì B&O là một cái thương hiệu loa nổi tiếng đến từ Đan Mạch. Những chiếc loa được sản xuất bởi thương hiệu B&O này á, thì trước nào nhìn vào á, nó cứ có cái cảm giác gì rất là sang các bạn ạ. Và nhìn nó kiểu thiết kế hiện đại á, như cái phần mặt trước của loa này được làm bằng nhôm, nên là cầm vào á, cũng rất là thích tay luôn. Kể cả cái phần logo B&O này á, cũng được làm bằng nhôm, và cái phần dây này hình như cũng được làm bằng da hay sao á. Để mình mở ra luôn đi để có thể tiếp cận với hai củ loa bên trong. Tại vì ở trong chiếc loa B&O A1Z1 này á, thì nó sẽ có một củ mid bass và một củ chép nhỏ xíu. Cái này mình chỉ cần vặn ra này rồi sau đó rút ra thôi. Một thao tác tháo rất là dễ nha các bạn. Đây, một củ loa mid bass này. Cái điều đặc biệt nữa là cái phần màng loa của củ loa có trên chiếc A1Z1 này được làm bằng nhôm luôn, chứ không phải là bằng giấy nữa. Còn phần gân loa thì vẫn là gân cao su bình thường thôi. Còn đây là một củ loa chép này. Kích thước của nó nhỏ, cũng cỡ ngang bằng với ngón tay cái của mình. Với kích thước này thì phải nói là nó quá là nhỏ gọn để mình có thể mang đi bất cứ đâu luôn. Ngay bây giờ mình sẽ tháo luôn cái phần mặt lưới của chiếc Fender New Fort 2 ra để mình có thể so sánh được kích thước của củ loa giữa hai chiếc loa này. Đây, tháo luôn cái mặt lưới này ra. Được cái là cái phần mặt lưới này tháo cũng rất là dễ.
Đây là mình thao tác cũng nhẹ nhàng hơn. Nếu so sánh theo kiểu một củ loa thì củ loa bên chiếc loa B&O A101 thì nó to hơn so với củ loa ở trên chiếc loa Fender Newport 2. Nhưng có cái là trên chiếc loa Newport 2 thì nó có tới 2 củ cơ. Nên là khả năng nó sẽ thể hiện cái giải bass nó sâu hơn và nó trầm hơn so với chiếc loa B&O A101 này. Các bạn thấy này, 2 củ. Riêng cái chiếc Fender thì nhìn nó cũng hơi thường. Nhưng mà với chiếc B&O này thì cảm giác là nó cao cấp hơn. Bởi cái màng loa bằng nhôm này và những cái chất liệu làm lên nó thì cũng kiểu cao cấp hơn. Nên là nhìn vào thì các bạn có thể thấy là hai chiếc loa này nó đã khác biệt nhau khá là nhiều rồi. Chiếc loa này mình thấy để khai thác được hết khả năng cũng như là nghe được với nhiều cảm xúc hơn thì mình cần phải tải một cái app của hãng về. Đây, mình có tải luôn rồi. App có tên là Bang & Olufsen. Nhấn phát này để chờ kết nối. Các bạn cứ chờ tí đi, nó kết nối rồi sau đó mình sẽ vào cái mục tùy chỉnh cái chế độ âm thanh. Đây rồi, đã kết nối luôn. Nhấn vào đây này. Đó, nó có các chế độ âm thanh như là Optimal này, Ambient, Party, Speak và Favorite. Bây giờ mình sẽ nhấn vào cái góc này để chọn âm thanh. Và thậm chí mình thấy là còn có thể tùy chỉnh theo ý thích của mình luôn nha các bạn. Đó, mình cứ kéo như này. Để mình thêm, mình lưu lại cái chế độ âm thanh mà mình tùy chỉnh. Nhưng mà mình không cần thiết lắm. Mình cứ xài mấy cái mặc định sẵn đi. Mình nhấn vào mục này này. Đó. Để xem là với Optimal mặc định này, tối ưu này, thì nó sẽ như thế nào. Lên nhạc luôn. Mình tua sang khúc nào mà hát đi, cho nó dễ. À, với cái chế độ tối ưu này thì có vẻ là chất âm nó hơi tối nhẹ một tí. Mình sẽ chuyển sang ambient, môi trường xung quanh đi. Xem là nó sẽ như nào đây. Wow. Với chế độ này thì gần như cả ba dãy âm nó cân bằng với nhau các bạn ạ. Nó sáng hơn, nó đều hơn. Chuyển sang chế độ tiếp theo là party, bữa tiệc. Để xem là nó như nào đây. Rất đặc trưng JBL các bạn ơi. Dãy bass thì tăng cường cho nhiều lên, trầm lên. Còn dãy mid và chép thì hạ xuống một tí. Một chất âm rất đặc trưng của JBL với chế độ party này. Mình sẽ chuyển sang speak. Với speak này khả năng là chuyên lời hát này. Đúng thật luôn. Lời hát được tôn lên rõ ràng. Còn giải bass thì hạ nhẹ xuống. Chế độ này quá hợp lý các bạn ơi. Nghe bài nào mà chuyên lời hát thì chuyển sang speak này thì quá là tuyệt vời luôn. Cuối cùng là favorite này, chế độ yêu thích, để xem là nó như nào đây. Với chế độ này mình cảm giác nó giống như body các bạn ạ. Giải bass nó cũng được tăng cường lên, còn giải mid thì chìm xuống. Còn với giải chép thì mình thấy là gần như giữ nguyên. Rồi, bây giờ cứ thế là mình chuyển sang chế độ ambient đi. Tại vì mình thấy chế độ ambient này là nó cân bằng, nghe thích hơn. Nên là bây giờ mình cứ để nguyên cái chế độ ambient này và thử nghiệm cùng với chiếc loa Fender Newport 2 luôn để xem là kết quả giữa hai chiếc loa này nó sẽ như thế nào nha các bạn. Mùa thu qua, từng chiếc lá bay về nơi chốn xa và cơn gió tìm lãng quên bên nơi cuối trời. Người yêu hỡi, giờ lối xưa còn đâu bóng người. Kiếp dòng buồn tình hoang vu mãi trôi hoài tìm nơi xa. Từng hạt mưa rơi tí tách bên hiên nhà nàng, lòng thầm mong một ánh mắt thấp thoáng mong chờ. Người yêu hỡi mãi mãi yêu nàng, em dù biết vẫn luôn hững hờ, mặc cho anh đêm đêm vẫn mơ cuộc tình đôi ta. Giọt buồn rơi rơi lặng lẽ trên con đường dài, một mình anh lòng xe sắt với gió đông về. Nhiều lần ngập ngừng muốn
ngỏ ý tiếng yêu đương sao không thành công, sợ rằng đường về không còn xa để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trộm nhìn em thật lâu, nét thơ ngây chưa vương sầu lấy. Tình đời khi trắng khi đen, cười vui mới đó nhưng giờ tưởng chẳng hề quên. Gặp thì người thơ làm như chẳng biết bao giờ, tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ. Cuộc đời khi có cho không, rồi khi tung theo hỏi người có đòi được không. Giàu thì nhiều người theo, quạnh hiu trống vắng khi nghèo, lời nói yêu thương đành trả lại người thôi. Đã không còn người yêu hỡi, ngày xưa ấy đôi ta bên nhau rơi, ngồi trên cát nhìn biển đêm, hát vu vơ mấy câu tình ca. Đã không còn niềm tin trong em thua xưa, khi tình yêu của anh không như lời hứa hôm nào. Người này đã vội quên bao nhiêu ước hẹn trong đời, tình yêu ta ngàn năm khó phai. Tình yêu xưa đến nay là cơn lốc xoay dù cũng hay, mà trong phút giây chấp nhận hết niềm vui dịu êm lẫn đọa đầy. Kết quả thử nghiệm như nào á thì chắc là các bạn đã có thể cảm nhận quá rõ ràng thông qua màn thử nghiệm vừa rồi. Với chiếc loa Fender Newport 2 này á, tuy là cái cấu hình bên trong của nó có vẻ hơi thường, nhưng cái chất lượng âm thanh cho ra thì đúng là không hề thường so với chiếc loa B&O Beoplay A1 rồi luôn. Mình cảm giác nó cứ kiểu ngang ngang nhau các bạn ạ. Không biết là các bạn thấy thế nào, nhưng mà mình cảm giác cứ gọi là 1/10 á, nó cứ ngang ngang nhau á. Còn nói về giải bass thì mình không thể so sánh được, tại vì vốn dĩ giữa hai chiếc loa này là nó đã khác nhau khá là nhiều về cái thể tích rồi. Nên là mình không thể so sánh cái giải bass được nha các bạn. Căn bản á, nếu như mà nói về giải bass á, thì đương nhiên cái loa nào mà có thể tích lớn hơn á, có nhiều loa hơn và kích thước loa to hơn á, thì giải bass của nó đương nhiên là nó sẽ hơn rồi. Nên là mình sẽ không có lấy giải bass ra để mà so sánh nữa. Mà mình chỉ so sánh về cái chất âm này, cái độ thanh thoát, cái độ trong trẻo của nó, cũng như là cái độ chi tiết của âm thanh thôi, chứ mình sẽ không có so sánh về giải bass. Và đúng là cái chiếc loa B&O Beoplay A1 này ấy, không thể xem thường được với cái kích thước nhỏ bé của nó nha các bạn. Các bạn thấy tuy nhỏ bé thôi nhưng mà nó cho ra được cái giải bass trầm này và nó chắc, cũng như là cái độ chi tiết âm thanh ấy, nó thể hiện tốt được như thế thì đúng là không thể xem thường được một chút nào luôn. Và kể cả cái chất âm của nó cho ra cũng rất là trong trẻo và nó thanh thoát, chứ nó không có bị tối, và thậm chí là mình còn có thể tùy chọn được các cái chế độ âm thanh nữa, làm sao đấy cho nó phù hợp với cảm xúc mình, thì đúng là kinh điển nha các bạn. Quả thật là chiếc loa B&O này á, đúng như lời đồn của rất nhiều người đã trải nghiệm luôn, quả thật là tuyệt vời. Cũng từ lúc thử nghiệm xong á thì mình mới chợt phát hiện ra là chiếc loa này nó có hai vấn đề quá lớn các bạn ơi. Thứ nhất đấy là pin nó không được ngon cho lắm. Mình nghe liên tục được khoảng 3 tiếng đồng hồ với mức âm lượng là 80% thôi là bây giờ nó đã hết sạch pin rồi. Còn cái vấn đề thứ hai á là nếu như mình mở hết mức âm lượng á, chỉ trong vòng 15 phút thôi là cái mặt lưng của loa này nó nóng kinh điển các bạn ạ. Nó nóng dã man luôn á, chắc phải đến 60 độ C chứ cũng không ít đâu. Và theo như cảm nhận của mình nhá, thì nó nóng là từ cái mặt sau của cái củ loa này. Chính xác là cái khối nam châm từ neo của nó sẽ tỏa rất là nhiều nhiệt luôn. Còn riêng cái phần mạch điện á, thì nó đã nằm hết ở phía bên này rồi. Riêng phía bên này á, thì mình không có cảm thấy nóng. Ngay bây giờ mình tiến hành tháo luôn chiếc loa ra để có thể khám phá cấu tạo bên trong. Ở đây nó có mấy cái miếng dán này khả năng cao á. Ôi, cái gì đấy? Thôi xong rồi các bạn ơi, kiểu này thì làm sao mà tháo ốc được đấy. Sao cái loa của mình lại có keo như này? Tại vì mình nhớ là có xem một số người trải nghiệm qua chiếc loa B&O A1 này á, thì họ cũng đã tháo ra, nhưng mà mấy cái lỗ ốc đâu có bị dán keo như này đâu. Sao cái loa của mình lại bị dán keo như này? Thế mới căng các bạn ạ. Mua chiếc loa về tính tự tay tháo ra để khám phá cấu tạo mà như này thì thôi các bạn ạ. Tuy là mình biết cấu tạo của nó rồi nhưng mà mình vẫn muốn tự tay tháo nó ra thì nó sẽ hay hơn, nhưng mà như này thì thua. Thế mới cay chứ. Đây các bạn thấy gì chưa? Lúc đầu là mình cũng không tính tháo đâu, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại đằng nào cũng phải tháo ra để nâng cấp lại dung lượng pin cho nó khủng hơn. Chứ còn dung lượng nguyên bản chỉ có 2200mAh thì nó quá đuối luôn. Nên là mình quyết tâm phải ngồi cậy keo, cậy xong 5 cái lỗ ốc này thì trời tối luôn rồi các bạn ạ. Đó, nhưng mà sau khi tháo xong á thì phải nói là quá đã mắt luôn, tại vì cái cấu tạo bên trong này nhìn đúng kiểu siêu phẩm. Không biết với các bạn thì thế nào, nhưng mà với mình thì đây đúng là một siêu phẩm luôn.
cái phần khung xương của củ loa này rất là dày và nó chắc chắn. Còn cái phần mà mình nói tỏa nhiệt nhiều nhất á, chính là đây, cái khối 500 từ neo này. Tuy nhiên á, cái phần bên ngoài này á, nó chỉ là cái phần khử từ thôi, chứ còn khối 500 từ neo á, nó sẽ nằm ở bên trong. Và nó có cái nắp cao su này đậy lên này. Kế bên nó sẽ có một củ loa chép nhỏ, kích thước của nó cũng chỉ tương đương với ngón tay cái của mình thôi, chứ không có to lắm đâu. Mình không có thấy thông tin thông số nào trên hai củ loa này, nhưng theo như khả năng phán đoán của mình á, thì với củ loa mid-bass này sẽ có công suất là khoảng 30W, còn với củ loa nhỏ này sẽ có công suất khoảng 10W, coi như tổng công suất của cả hai củ loa này sẽ rơi vào 40W. Quá khủng khiếp các bạn ơi. Còn với khối pin này á, như mình nói, cái dung lượng của nó chỉ có 2200mAh thôi. Mức áp của nó là 8,4V này. Và chứng tỏ với hai xe pin 18650 này á, sẽ được mắc nối tiếp với nhau để cho ra mức áp là 8,4V với điều kiện là đầy nha các bạn. Còn lại ở đây mình thấy có một cái nhỏ xíu này, nó là một cái micro. Nhìn trông cũng hay hay, để mình bóc ra thử. Cái loại này thì quá quen thuộc rồi, nên là mình cũng không cần phải chi tiết thêm nữa. Bây giờ vào thẳng luôn cái vi mạch của nó các bạn ơi. Đây, một chiếc mạch loa nhỏ cỡ bàn tay thôi, nhưng mà nhìn vào này, quá là cơ cấu và hầm hố. Như này đã đủ gọi là siêu phẩm hay chưa? Các bạn thấy thế nào về cấu tạo bên trong của chiếc loa pin Âu này? Các bạn vui lòng bình luận video để mình cũng như là mọi người cùng tham khảo luôn. Ở mặt sau nó cũng có rất là nhiều linh kiện các bạn ơi. Đó, linh kiện chi chít luôn này. Nào là chassis to, điện chở, tủ điện. Thậm chí ở đây có luôn một cái con chip gì này, Winix AVK9523B. Còn ở mặt trước của nó thì còn khủng khiếp hơn nữa. Đặc biệt ấy, là cái khối nguồn các bạn ơi, được bọc một cái lớp sắt ở đây để tránh gây nhiễu cho những cái bộ phận khác luôn. Phải nói là quá kỹ và quá tỉ mỉ. Các bạn nhìn kỹ vào á, sẽ thấy có IC nguồn này và hai cuộn cảm khá là to ở bên trong. Nhìn góc độ này thì có vẻ không thấy được cuộn cảm, nhưng mà nhìn từ góc này này sẽ thấy được cái chân cuộn cảm bên trong. Đó, đây là một cuộn này. Bên này thêm một cuộn cảm nữa. Và bên ngoài này cũng có một cuộn cảm to hơn nữa cơ. 100 Henry này. Phải công nhận rằng là chiếc mạch này được thiết kế và làm rất tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Ở đây có hở ra một cái con IC khác nữa. Và tên của nó là 1633 này. Có vẻ con này không phải là chip, mà nó hình như là con MOSFET hay sao các bạn. Không biết có đúng hay không. Nếu như mà đúng hoặc sai thì các bạn cứ bình luận xuống video này luôn. Ở đây cũng có một cái con IC nhỏ nữa này, 5BRI3486. Mình sẽ quay thật chi tiết luôn. Đã tháo rồi là phải quay thật chi tiết, nhìn cho nó đã mắt. Ở đây là một con diode 10U45. Có khá là nhiều linh kiện. Ở đây lại có thêm một con MOSFET nữa. Quá khủng luôn các bạn ơi. Một cái mạch bé tí thôi nhưng mà linh kiện này, nhìn tới đâu là có linh kiện tới đó luôn. Phải nói là quá kinh điển đấy chứ. Đây, phía trên này nữa. Các bạn cứ nhìn tổng thể đi. Cái mạch này rất là nhỏ thôi nhưng mà linh kiện thì nhiều. Phải nói là nhìn choáng luôn đấy. Con này có tên là VUCI và có thêm một cái cuộn cảm nhỏ hơn. Khả năng đây là khối hạ áp. Mình đoán vậy thôi, nhưng mà mình cũng chưa tìm hiểu nên là có thể sai hoặc đúng. Còn bên này là khối khuếch đại âm thanh Class D, dùng chip TBA 3118. Con chip này có tổng công suất là 60W. Với con chip TBA 3118 này, với những anh em nào mà đam mê độ chế loa thì chắc là không còn xa lạ gì nữa rồi. Tại vì con này nó quá là thông rộng luôn. Ở phía sau nó sẽ có 4 cuộn cảm lọc xung quanh tầm đầu ra cho cả hai loa. Với hai cuộn to là dành riêng cho loa mid-bass, còn với hai cuộn nhỏ là dành riêng cho loa chép. Với hai hệ loa này là dùng hệ phân tần chủ động luôn, chứ không phải là thụ động cổ điển nữa, nên là rất xịn sò. Còn bên này sẽ có một cái module thu Bluetooth dùng chip CR luôn các bạn ơi. Đây, cái này là mình mới vừa bóc ra luôn đấy, chứ còn lúc đầu cái miếng giấy này là nó che mất con chip lại. Chip CR8670G70CG chứ. Đó, tổng thể là như này. Còn kế bên nó sẽ có một cái con chip DSP xử lý âm thanh kỹ thuật số. Các bạn nhìn kỹ xem con này có quen không. Với con chip này là nó cũng được trang bị trên chiếc mạch của loa Fender Neuphot 2 mà vài ngày trước mình có trải nghiệm cho các bạn xem, là nó cũng dùng con chip này luôn. Mình cũng không ngờ rằng là ngày hôm nay mình lại tiếp tục gặp lại cái con chip xử lý âm thanh này. Phải nói là quá kinh điển luôn. Đó, tổng thể mạch nó là như này đây. Tuy nhỏ nhưng mà có rất là nhiều linh kiện. Còn ở phía dưới này là ba con tụ lọc nguồn có cùng thông số. Điện dung là 680 microfarad với mức điện áp chịu đựng là 25V. Khả năng cao ba con tụ này nó là ba con tụ lọc nguồn đầu ra sau khi tăng áp. Có thể là mức áp sẽ được tăng từ khối pin 8,4V này lên khoảng đâu đó mười mấy V để cấp cho khối khuếch đại âm thanh này hoạt động.
Vậy là mình đã trải nghiệm và khám phá xong chiếc loa B&O Beoplay A1. Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn mỗi người hãy dành tặng mình một like và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.